Được biết đến là trung tâm thương mại Lotte Center, nơi đây chắc chắn sẽ có nhiều điểm độc đáo để tường tận những điều trên. Chúng tôi cùng bạn khám phá tòa tháp tuyệt vời này nhé. Lotte Center Hà Nội nổi tiếng là tòa nhà cao thứ 3 của Việt Nam, 65 tầng nổi. Tòa nhà Lotte Hà Nội là tòa nhà phức hợp bao gồm khu trung tâm thương mại, khu căn hộ dịch vụ và khách sạn cao cấp, khu cho thuê văn phòng cao cấp hạng A và còn nhiều khu vực vui chơi giải trí, mua sắm, ăn uống. Bạn đọc sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian để chọn lựa hay di chuyển đến mọi nơi vì tất cả đều được hội tụ tại trung tâm thương mại Lotte Center này. Đầu tiên phải kể đến khu vực mua sắm của trung tâm thương mại Lotte Center. Lotte Center Hà Nội có rất nhiều gian hàng trưng bày được thiết kế bắt mắt, phong cách và trẻ trung, cùng với nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng dành cho cả nam và nữ như Ellie Bùi, Elite, Tommy, Hilfiger, Lacoste, Balenciaga, Off-White, Fendi, Celine v.v. và một vài thương hiệu cũng khá là gần gũi với giới trẻ như The Blue, T-shirt, v.v. Đến với Lotte Center, bạn có thể thỏa sức mua sắm với nhiều mức giá từ trung đến cao cấp. Khu vui chơi cho trẻ em Kids Playground của trung tâm thương mại Lotte Center ở ngay tầng 5 của Lotte Center, nơi mà rất nhiều bậc phụ huynh tin tưởng và an tâm cho con em mình thoải mái vui đùa. Khu vui chơi của trẻ em ở một không gian vô cùng rộng và thoáng với thiết kế nhiều màu sắc ngộ nghĩnh. Các gia đình có con nhỏ khi đến với Lotte Center sẽ có những khu vực vui chơi giải trí dành cho cả bố mẹ và trẻ nhỏ. Đài quan sát Skywalk ở tầng 65. Bên cạnh đó thì một điểm vô cùng đặc biệt ở Lotte Center đó chính là tầng 65 trải nghiệm Skywalk. Tất cả không gian ở đây được xây bởi kính và có thể dễ dàng nhìn ngắm toàn bộ thành phố. Khi bạn đến khu vực Skywalk, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi xung quanh toàn bộ tầng đề là kính, cảm giác vô cùng mới lạ và thú vị. Bạn có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh phố Hà Nội ở bất cứ vị trí nào ngay dưới chân của mình và tùy từng thời điểm bạn chọn thì sẽ có những trải nghiệm vô cùng khác nhau. Buổi sáng thì bạn có thể nhìn rõ mọi thứ với nhiều màu sắc như một bức tranh sinh động. Buổi tối khi những ánh sáng đèn đường thắp lên thì Hà Nội lại vô cùng lung linh huyền ảo. Đây hứa hẹn là một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn và thú vị khi bạn đến với đài quan sát tại Lotte Center. Khu vực nhà hàng tại trung tâm thương mại Lotte Center. Lotte Center cũng hội tụ những thương hiệu nhà hàng vô cùng nổi tiếng với không gian rộng rãi, thiết kế sang trọng hiện đại và menu vô cùng phong phú đa dạng để cho mọi người dễ dàng chọn lựa dùng bữa cùng người thân của mình. Tại Lotte Center, ngoài những hàng đồ Việt Nam thì ẩm thực đến từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan v.v. đều có sẵn để chiều lòng quý vị tất cả khách hàng. Khu vực siêu thị tại trung tâm thương mại Lotte Center cũng rất tuyệt vời. Lotte Mart được xây dựng tại mặt sàn với diện tích rất rộng với nhiều mặt hàng thiết kế, thiết yếu đa dạng. Tất cả các sản phẩm tại Lotte Mart đều là những sản phẩm uy tín, chất lượng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đến với Lotte Mart, bạn có thể thỏa sức chọn lựa mua sắm những vật dụng gia đình, đồ ăn, hoa quả, nước để sắm thêm cho gia đình thân yêu có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Trên tầng 63 của tòa tháp Lotte Center còn có nhà hàng Green 63 rất tuyệt vời, bạn cũng nên trải nghiệm nhé.
trải nghiệm ẩm thực độc đáo trong không gian sang trọng hiện đại tại Green 63, tại tầng 63 của tòa tháp Lotte, Hà Nội. Một đêm tối của bạn sẽ còn lãng mạn hơn nhiều nếu như bạn dành khoảng thời gian tại Green 63, bởi lẽ bạn không những được thưởng thức những món ngon đậm đà hương vị mà còn được chiêm ngưỡng bức tranh thành phố tuyệt vời, thoáng đãng, rộng rãi, lung linh màu sắc, và cả những ca khúc du dương trong không gian rộng lớn. Cùng khám phá vẻ đẹp của Green 63 nhé. Nhà hàng Green 63 nổi bật với vị trí đắc địa nằm ngay trong khuôn viên của tòa nhà cao ốc Lotte Center, tọa lạc giữa khu trung tâm Hà Nội. Cũng chính vì thế, du khách không những được thưởng thức những món ăn tại đây mà còn được chiêm ngưỡng view nhìn toàn cảnh tuyệt vời. Bên cạnh đó, không gian sang trọng bên trong cũng là một trong những yếu tố đặc trưng không thể bỏ qua khi nhắc đến nhà hàng Green 63. Ngoài những mục đích phục vụ món ăn với không gian hoàn hảo nhất cho thực khách, nhà hàng Green 63 còn mang đến những dịch vụ chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên với nhiều năm kinh nghiệm nhằm mở rộng mức độ hài lòng cho thực khách. Vì thế, mỗi khi đến với Green 63, khách hàng luôn hài lòng từ những chi tiết nhỏ bé nhất. Đến với Green 63, bạn sẽ có muôn vàn sự lựa chọn hấp dẫn, từ món Âu cho đến món ta được cải tiến khác biệt, độc đáo. Nhắc đến một trong những điều hấp dẫn trong thực đơn tại nhà hàng Green 63, chắc chắn không thể không nhắc đến hương vị thơm ngon hảo hạng món bò bít tết và các loại rượu vang xịn sò được nhập khẩu từ những nơi nổi tiếng sản xuất trên thế giới. Nếu là một tay nghiện những lát thịt bò thơm ngon đậm đà hương vị thì bạn không thể nào bỏ qua Green 63. Phần bít tết với những thớ thịt mềm, mượt và hương vị đậm đà khiến thực khách nghiện. Không gian nhà hàng sang trọng hiện đại là một nhà hàng có tiếng tại Hà Nội. Green 63 không chỉ được mọi người biết đến bởi thực đơn món ăn hảo hạng, độc đáo mà còn là nơi sở hữu không gian vô cùng sang trọng và hiện đại với những thiết kế có nét tương đồng với hoàng gia kết hợp với vẻ đẹp hiện đại pha chút cổ điển. Nhà hàng Green 63 mang đến cho thực khách bầu không khí tràn ngập sự lãng mạn và tinh tế. Xung quanh nhà hàng lung linh dưới những ánh đèn và các bộ bàn ghế sang trọng là những lớp kính trong suốt bao phủ xung quanh. Từ đây thực khách có thể nhìn ngắm bầu trời thành phố nhộn nhịp, toàn cảnh thành phố Hà Nội từ trên cao thật tuyệt vời, ngắm những con sông, những cây cầu, những con đường, những dãy nhà thật tuyệt. Trong lúc đang thưởng thức món ngon, đặc biệt ở mỗi vị trí ngồi khác nhau, bạn sẽ có những bức tranh thành phố theo từng góc độ. Bạn có thể chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý nhất khi đặt trước. Tập trung không gian rộng lớn, Green 63 bố trí nhiều kích cỡ bàn phù hợp với mục đích của mỗi thực khách khi đến đây. Nó gồm cả bàn đôi, bàn nhóm hoặc là những khu vực rộng lớn cho các cuộc họp hội thảo hay những chỗ ngồi tạo cảm giác ấm cúng cho gia đình. Có thể nói đây đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ không gian cho đến chất lượng. Ngoài ra, sắc màu chủ yếu của Green 63 cũng là một trong những nét thiết kế vẽ trên bầu không khí cho nơi này, với tôn màu chủ đạo là trắng xám, làm tốt lên vẻ đẹp sang trọng quý phái của nhà hàng. Vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa ngắm view thành phố và thỉnh thoảng lại được check-in sống ảo với những tấm ảnh nghìn like thì không còn gì tuyệt vời hơn. Có thể nói dù có cho những thực khách khó tính nhất đến đây thì cũng vui vẻ khi thái độ nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp. Và tại hàng nhà hàng Green 63 cũng vậy. Chính vậy, nhờ vào sự kỷ cương trong đào tạo mà Green 63 đã thu hút được thực khách bằng đội ngũ nhân viên của mình. Khi đến đây, bạn sẽ cảm nhận được cảm giác độ gần gũi, thân mật ngay từ những cái cúi chào đầu tiên khi được đón tiếp cho đến khi tạm biệt ra về với đội ngũ nhân viên. Bên cạnh đó, sự thân thiện của nhân viên Green 63 đã mang đến cho thực khách những trải nghiệm không những thoải mái mà còn vô cùng ấn tượng. Đến đây, bạn nên chọn phần buffet ẩm thực hải sản cũng như các đồ nướng tuyệt vời. Rất nhiều loại thực phẩm đa dạng phong phú có ở Green 63. Toàn bộ đã nằm ở trong giá buffet của bạn rồi. Ghé thăm một khu vực buffet với những món ngon được trưng bày với nhiều màu sắc khác nhau như tôm, hùm, các loại tôm tre, các loại cá hồi, cá trích, hải sản thật tuyệt vời.
Một bàn ăn thịnh soạn với những món ngon tại nhà hàng Green Sao Ba luôn làm cho bạn bắt mắt, không chỉ ghi điểm với thực khách bởi vị hương vị món ăn mà nó còn nằm trong phong cách thiết kế món ăn vô cùng đẹp. Một con tôm hùm chẳng thể hấp dẫn hơn, với lớp vỏ đỏ cam cùng phần phô mai béo ngậy đi kèm. Dù bạn là một người kén ăn thì đừng lo nhé, Green Sao Ba với muôn vàn món ngon cho bạn lựa chọn. Đáng yêu với phong cách bày trí chẳng lỡ thưởng thức. Team Sushi chắc hẳn không thể nào vượt vào vội lướt qua tấm ảnh này rồi về được. Hãy chọn vài miếng sushi. Những vật dụng nội thất từ bé đến lớn đều được trang trí tỉ mỉ phù hợp với không gian chung của nhà hàng.